Đây rồi, em chào anh Huấn. Ờ, làm hẳn con xe này thì quá ok rồi. Một chuyến xong hết luôn nhỉ? À, một chuyến hết. Rồi. Đi qua những cái ông đi. Qua chỗ này không? Qua được. Qua được. Chào anh, mua lâu chưa anh? Này không, mua à, lâu rồi. À, à, thế à, anh cũng mua loa kéo xanh bên em à? Mình mua cơm quay. Vâng. À, một... à, anh mua từ năm vừa rồi hay là năm ngoái? Năm ngoái. Đấy là 2023. Đây là 9930. Ở Thủy Nguyên thì bọn em xuống đây rất là nhiều, nhưng mà Thủy Nguyên giao nhiều quá đấy. Thứ Thủy Nguyên thì nhiều quá. Không được cái là không gian nhà anh chị thoáng vườn đẹp, sân vườn đẹp lắm. Không, yên tâm, ở trong nhà anh chị có rất nhiều người. Còn rất là các chị các anh nữa. Ok. Anh Linh. Đây. À, xe đâu, đánh sang đây hoặc đánh sang kia. Năm ngoái mình mua bộ kia thì chưa ra bộ này, chứ bộ này nhìn trông nó gì hơn. Anh đợi em tí. À, cho anh ấy vào, anh em mình vào một thế cho nó. Không, anh ấy được mà anh. Cô thoải mái mà, đường nó to mà. Không, chính cái lái cái xe đấy nó dễ hơn lái cái xe này đấy. Cái xe này em thấy lái khó hơn đi. Cái này nó lạ quá. Hôm nay nắng to mới được cái cũng mát anh nhỉ. Nắng cảm to. Giác thời tiết nó cũng mát mẻ ạ. Như đội này cũng mới hôm qua giao ở An Lão hay ở đâu cả. Đúng rồi, mới hôm qua An Lão xong đấy. Vừa lên video lúc trưa đấy. Vâng. À, thế anh xem thường xuyên đấy. Xem cũng lâu rồi mà. Vâng. Hải Phòng mua khá nhiều đấy. Hải Phòng chắc là sau mỗi Bắc Giang với Hải Dương thôi. Em đi xuống đây nhiều cực. Không thể nhớ nổi hết tất cả các đơn nữa. Trước mình mua thì có một cậu xe tải xuống. Xe tải chắc là năm ngoái thì khả năng là Tuấn. Cũng tầm khoảng tháng 7-8 gì đấy. Tuấn. Mình mới nhìn thấy Luân, mình mà cũng quen hỏi Huấn xem là mua bộ nào. Vâng. Nhưng mình nghĩ chắc Huấn mua bộ 9930 rồi. Vâng. Tại vì bộ này bây giờ mới trong nhìn bộ nó này. Bộ này đang hot rất anh ạ. Đây em đẩy vào, em đẩy dần vào. Và thẩm âm xem cái bộ này bộ kia xem nó chạy trên nhau kiểu gì. Mình cũng món thẩm âm này cũng không thẩm được. Ý là mình nghe xem là hai cái bộ nó sẽ chênh nhau kiểu. Đấy, hôm nay view này rất đặc sắc đấy. Hôm nay là có khách hàng cô đã từng mua 920 rồi. Bây giờ đi thẩm âm 930. Nhưng mà không biết bảo... Thì gọi thì nó có tên mạng này, cứ thế mình gọi thôi. Được cái là chúng em là cơ động lắm. Có lúc đó khách hàng yêu cầu cái là phút bút là giao về ngay. Mình thấy bên mình là thứ nhất là thế, thứ hai là uy tín ở cái có thể thích cái nào lấy đấy, là mình thấy hay ở điểm đấy. Nghĩa là cứ mua xong là phải ưng ý anh nhỉ. Ừ đấy. Cái bộ ấy trước mua tiền nhỉ? Giá 8. Cái đấy mua 36 triệu. Cũng bằng giá con này luôn đấy anh. Bằng giá con này mà. Bằng giá luôn đấy. Anh mua năm ngoái này nâng cấp rồi anh nhỉ? Tức là bản nâng cấp rồi. Bản nâng cấp rồi. Bản đầu tiên của nó là 35.500.000. Ừ, anh mua bản nâng cấp thôi. Vâng. Lại khó lái ô tô ấy. Anh Luân máy bay còn lái được cơ mà. Ôi, sân nhà mình mát mà rộng thế. Xin chào các anh, xin chào cả nhà. Ừ, chào các cháu. Đây, để luôn đến trước nhà đây. Để trước nhà này, thoáng này. Đây, anh hội một tay nhắc luôn xuống. Anh cho em mượn cái con dao của cái kéo nhá. Có xe tiện quá chứ không bê cái quá một. Tiện, bê thì mấy chuyến mới hết được. À, cái này cao nhỉ, cao hơn là... Cao 1m2 anh ạ. Vâng. Đây đưa anh bê cho. Đây. Cái này là bê đồ gỗ kia là nó. Ôi anh Luân khỏe đấy, cái gì cứ nặng nhọc gì cứ để anh Luân lo. Giờ tôi mua chưa có cái này mới ra. Trước tôi mua là cái to to màu đen đấy. 9920. 9920 cái liền nhỉ? Hả? À? Liền cùng. Không. Không à. Cái cũng hai cái nhưng mà to đấy. Xem này lâu chưa? Xem thì lâu rồi, vừa rồi không có thời gian xem nên mới xem được bộ này, cái thích luôn. À. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Xem một cái là kết lâu, luôn. Lâu đợt vừa rồi bận cũng không có thời gian. Cái này nó khớp với tủ tạng bàn ghế. Cháu chỉ là quay lên để tương tác với khách hàng thôi, cho vui thôi. Vâng. Và mình cứ tự nhiên thôi ạ, không cứ có tự nhiên gì phải không ngại có đâu. Gì đâu ạ. Không phải đài truyền hình đâu mà sợ. Ông ngoài trời đang nắng mà không nghĩ đến nhà mình hôm nay đến thời điểm này lại mát thế này đâu. Chiều nhà anh nó mát. Vâng. Bộ này là 36.800.000 ạ. Bác định giá, cô định giá cao là mấy cái linh tinh thôi. Đợt này có Dương với Hải Phòng quá, vừa hôm qua ăn lão Hải Phòng, hôm nay lại Thủy Nguyên Hải Phòng. Chương trình Nhà Văn Nghệ chiều hôm nay có sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ đến từ Thủy Nguyên Hải Phòng. Em xin mời chị, xin mời các cô. Em mời anh test đi anh. Em thấy ở đây là được mọi người, vì bắt đầu mọi người ai cũng ngại, nhưng mà anh chỉ cần cất giọng lên vài câu thôi chắc chắn là mọi người cười ai ngại. Tí nữa khi chúng em về lại tranh bích nhau để hát. Một lần thôi thời gian trở lại, mình sẽ không chia đôi đi.
Anh chỉnh ở đâu được cái này, nó nhảy đến đấy đấy. Music này. Đây, mic này, to nhỏ mic này. Cái này là vang nhại. Đấy. Vang nhại thì anh để cho em từ 40 đến 45. Thế còn nhạc cái mic thì tùy ý của mình. Thích to thì to, mà thích bé thì bé. Hai cái này là to nhỏ, hai bên kênh loa thì anh cứ để cho em giữa này, ok, 12 giờ. Đấy, có 12 giờ. Còn bên trên này, cái thuất mic thì nó có cái độ nhạy của mic này. Vol 23 này. Thế anh để cho em từ 23 đổ lại thôi nhá. Mình để quá 23.
Tại vì để 23 là mic đang rất thu hút, rất nhẹ. Trong nhà nghe nó còn hay nữa, tại vì là trong nhà tiếng nó dày, tiếng nó nhiều bát. Ngoài trời thì nó sẽ loãng hơn trong nhà. Đúng không? Đây, em chuyển trong nhà kết nối TV cho anh luôn. Anh em có lặng không? Nhẹ thôi, nhẹ. Tránh anh sao cũng được, hay riêng anh đi cũng được. Chỉ xin em đừng quen quen mắt nữa. Người nghĩ anh sao cũng được, biết là lê trong lòng là được. Chỉ xin em đừng lê vấn, lê vương. Lào phải đâu anh hay, anh đâu phải anh cũng chưa được lời ra tiếng lúc sống. Người nói yêu anh một lần mà mọi bước theo anh một lần. Xin thôi đã chẳng thương em rồi. Đã đến lúc ta phải dừng lại đoạn đường chúng ta đi qua dài. Còn những nhắn ta anh xuống một người con. Thôi thì đường xa chúng em xin phép hai anh. Vâng. Cảm ơn mấy anh nhầm nhá. Đường xa vất vả. Trước đây chưa có duyên giao lưu với anh thì hôm nay cũng có duyên anh em gặp nhau rồi. Cảm ơn anh tin tưởng mua hàng của chúng em. Em cảm ơn anh. 9920 thì vẫn là một cái sản phẩm dấu ấn đậm tâm trí của khán giả mấy năm vừa rồi.